Thưa quý vị, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung quyết liệt vào việc kiểm soát ra vào các chốt tại các địa phương, nhất là đường mòn lối mở và kiểm soát chặt chẽ người đến từ vùng dịch. Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện vào chiều qua 29 tháng 6. Tính đến hết ngày hôm qua 29 tháng 6, Đà Nẵng đã bước qua ngày thứ 12 của chuỗi lây nhiễm mới. Tổng cộng các ca mắc tại thành phố từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 là 82 ca. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới, đến nay thành phố đã thần tốc xét nghiệm sách COVID-2 cho 60.000 người. Các quận huyện đã phát huy hiệu quả tổ COVID cộng đồng, giám sát phát hiện nhiều trường hợp đến từ vùng dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam nhấn mạnh các quận huyện tiếp tục tập trung quyết liệt kiểm soát ra vào các chốt, lưu ý là chốt đường sông, đường biển, khu vực giáp ranh nơi có nhiều đường mòn, lối mở, tiếp tục kiểm soát phối hợp chặt chẽ tại các chốt cũng như lực lượng tuần tra di động để kiểm soát được người, phương tiện, thả người dọc đường, kiểm soát vai trò của tổ Covid cộng đồng, cảnh sát khu vực, chính quyền địa phương trong việc phát hiện những người đến từ vùng dịch về trú tại địa phương. Và nếu chúng ta làm đồng bộ ba cái giải pháp này thì rõ ràng là chúng ta sẽ kiểm soát được một phần nào về cơ bản những người đến lưu trú tại phố nắng từ các vùng dịch và từ nơi khác đến từ đấy chúng ta có những cái giải pháp phù hợp để ngăn chặn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương tăng cường đi cơ sở để kiểm tra, động viên lực lượng phòng chống dịch, đặc biệt là các tổ COVID cộng đồng, các sở ngành quận huyện thống nhất với ngành y tế xét nghiệm sát COVID-2 cho đối tượng có nguy cơ cao, lưu ý các khu vực cần được sàng lọc là chợ, cảng cá và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên quan đến cảng cá thọ quang đây là nơi tấp nập mua bán của nhiều người từ nhiều nơi nên rất dễ xảy ra lây nhiễm dịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân quận sơn trà phối hợp với sở y tế sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ đội biên phòng và ban quản lý cảng cá cần khảo sát thực tế sau đó khẩn trương xây dựng kịch bản phương án phòng chống lây nhiễm tùy theo trường hợp